Ừ, thấy cái trái đẹp nè. Ồ. Hả? Con nha. Này này nhìn trái này nè. Cái này hôm qua nè, đậu chắc lỗi luôn á. Tại nhưng mình có hai ba trái. Mấy ở phía xa trong đó làm sao à? Không, cái bông này bị sao mấy nên đã qua coi nè. Này phải tống phần gốc thêm nữa quá. Nụ màu dây gì là nhìn biết cái nụ nó đẹp rồi. Ừ. Tại cái dây nó không có tốt dữ á, nó không. Cái đó là cắt cái đọt này được. Cái nụ này chắc được lượng thôi chứ. Cái này biết sao dây nó không tốt mà mấy ở trong nó có nụ trong mà. Ôi luôn. Cái này nụ nó dễ đậu lắm. Mà.